Mọi người bảo là Quỳnh diễn như thật, nhưng thực ra là Quỳnh thật sự là Quỳnh không biết diễn đấy, phải chia sẻ thật với mọi người, bởi vì là kiểu mình không học trường lớp, mình không biết lấy cảm xúc như thế nào cả, nên gần như tất cả những cảnh cảnh quay trong phim là mình sẽ lấy cảm xúc của con người thật của Quỳnh. Xuất phát điểm là một người mẫu, Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 đang thu hút sự quan tâm, tình cảm của khán giả với lối diễn tưng tửng, hồn nhiên và rất đời trên sóng VTV khung giờ vàng, phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Đây là bộ phim thứ ba của cô sau Lối Nhỏ Vào Đời và Gara Hạnh Phúc. Ví dụ ngoài đời Quỳnh cáu như thế nào thì trong phim Quỳnh sẽ cáu như vậy, ngoài đời Quỳnh vui như thế nào thì trong phim Quỳnh vui như vậy, hay ngoài đời Quỳnh chơi với con trai của Quỳnh như thế nào thì trên phim Quỳnh cũng chơi với ở bạn nhỏ như vậy. Nói chung là tất cả mọi thứ là mình sẽ lấy cảm xúc thật của mình vào, còn mình sẽ không muốn gọi là diễn, gọi là mình thực sự là mình không biết phải diễn, là chắc diễn cái thứ duy nhất mình diễn đó là thoại, là mình phải học theo thoại thôi. Còn khi mình đọc thoại, mình ngấm thoại rồi mình biết à cái lúc này mình phải như thế nào, thì mình sẽ lôi luôn cảm xúc thật của con người mình vào. Trong phim lần này, nữ hoàng Lục Bút lần nữa chạm mặt Quỳnh Khuôn. Nữ diễn viên trẻ nhiều tên tuổi, giữ vai chính nhiều bộ phim trên sóng truyền hình trong những năm gần đây. Với Quỳnh Lương, đây không là điều khiến cô thấy khó khăn. Ngược lại, là niềm vui khi có thêm những người bạn diễn tài năng, dễ thương. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về vấn đề mối quan hệ giữa Quỳnh Lương và Quỳnh Cun. Đó là giữa bọn mình không có vấn đề gì cả, và kiểu mình là một người kiểu rất thích con gái xinh ấy, nên là khi gặp Quỳnh thì Quỳnh cũng xinh mà, nên là mình kiểu mình rất thích, với cả Quỳnh rất là ok nha. Mới đầu đi quay thì mình bị một cái là mình sẽ không phải là người chủ động, thì Quỳnh cũng chủ động nói chuyện với Quỳnh này, Quỳnh Cun cũng chủ động nói chuyện với mình này, rồi Quỳnh Cun cũng mua bánh cho mình nữa, xong kiểu cũng quan tâm là biết là mình thích ăn bánh bông lan ấy, nên Quỳnh Cun có mua thử bánh bông lan cho Quỳnh ấy, nên Quỳnh cảm thấy là kiểu giữa Quỳnh với cả giữa hai Quỳnh không có vấn đề gì với nhau. Còn mọi người đang nói là Quỳnh đang cố gồng để tròn vai, thì Quỳnh nghĩ là không phải là khi diễn với Quỳnh Cun hay là gì đâu, mà diễn với bất kỳ ai thì mình cũng sẽ phải cố gắng tròn vai của mình. Còn gồng thì mình chẳng biết phải gồng như nào cả, bởi vì mình nói ngay từ đầu là mình không biết diễn rồi, nên để nói bảo mình cố gồng lên để mình diễn thì mình chẳng thấy mình gồng cái gì cả. Với cả mỗi người sẽ có một tâm lý nhân vật khác nhau, nên để nói nếu như hai tâm lý nhân vật hai người giống nhau mà mình phải ganh đua trong phim ấy thì mới bảo là gồng. Còn bây giờ hai người là bạn thân với nhau, nếu mình gồng ra thì cái sự sượng ở trên phim nó không phải là bạn thân thật, thì nó sẽ không bao giờ được mọi người khen là diễn kiểu diễn ok ấy. Nhưng mình nghĩ là cũng chẳng phải gồng. Còn đất diễn thì tất nhiên là mình thấy kiểu nó là câu chuyện của ai khai thác nhiều hơn, có nhiều cái góc để khai thác hơn ấy, thì sẽ khai thác được người đó ở mỗi tập. Còn về sau thì tất nhiên khi mà hiểu về sau thì kịch bản về sau thì Quỳnh cũng có nhiều góc nhìn hơn, nhiều góc để khai thác hơn rồi ấy. Thì Quỳnh nghĩ là không quan trọng là nhiều đất diễn hay ít đất diễn đâu, mà quan trọng là câu chuyện của mình từ khán giả nó được mọi người ghi nhận hay không, như mọi người đón nhận như thế nào thôi. Còn nói thật một điều là mình không thích diễn nhiều đâu, bởi vì là kiểu trên bộ phim mình diễn ít thì mình đi quay ít thôi. Ngoài đời, Quỳnh là một người mẹ trẻ, sinh con năm 18 tuổi. Do đó, khi đến với Đừng Làm Mẹ Cáu, cô nàng dễ dàng nhập vai Vi và làm mẹ của voi, bé Tuấn Phong đảm nhận. Chính vì vậy, nữ diễn viên đã mang đến những cảnh quay rất thực, được khán giả đánh giá cao khi mới chỉ ở những tập đầu. Cảnh quay nào mình cũng sẽ có một cái gì đó con người thật ở bên ngoài Quỳnh, để Quỳnh cho vào, Quỳnh làm chất liệu để Quỳnh làm vai diễn của Quỳnh luôn nhỉ. Nhưng nói đến cảnh quay nào cảm thấy kiểu chắc là Quỳnh nghĩ là cái cảnh quay mà khi bạn nhỏ hỏi về ông bà nội yêu thương con hay như thế nào ấy, thì cái lúc đấy là mình sẽ hơi chạnh lòng, nhưng mà thực ra nó không phải là giống ở ngoài đời thật của Quỳnh đâu, bởi vì may mắn là ở ngoài đời thì ông bà nội khá là yêu thương bạn nhỏ của mình ấy, nên không có giây phút đó. Nhưng mà khi mà mình nghe những lời mà một đứa trẻ nói như vậy về những người lớn mà kiểu đối xử với trẻ con ấy, tình cảm cái thứ ấy, mình sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng. Nếu mà kiểu đặt ví dụ là Quỳnh thật đi ở ngoài đời mà kiểu ông bà nội mà không yêu thương bạn nhỏ của mình như vậy, xong rồi để bạn nhỏ nói những câu như vậy, chắc mình sẽ rất là buồn. Khó khăn duy nhất của Quỳnh đó là Quỳnh bị thoại, là bởi vì trước khi mà tham gia Đừng Làm Mẹ Cáu ấy thì Quỳnh đóng phim ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mà khi mà mình đóng phim trong này thì mình lại phải theo cái ngữ phong phong ngữ của người người Nam ấy,
là có những cái kiểu đi vô đi ra, ở ngoài Bắc là đi vào đi ra đấy chẳng hạn, hay là kiểu xe hơi thì ngoài Bắc sẽ nói là xe ô tô, nên là mình sẽ có những cái từ mình bị lậm của người Nam ấy, tức là mình không nói giọng Nam đâu, nhưng mà những cái từ đó mình phải nói theo kiểu cách nói của người Việt Nam để khi mọi người lồng tiếng lại cho mình nó sẽ dễ hơn, nên là cũng bị chỉnh rất là nhiều. Nữ diễn viên hy vọng trong thời gian tới, khán giả vẫn tiếp tục theo dõi và có nhiều hơn người xem. Quỳnh Lương cũng cho biết bản thân nỗ lực hơn ở những vai diễn mới để tiếp tục nhận được sự yêu quý từ khán giả, đồng nghiệp.